Đoạn video vừa rồi, Hạnh Nguyễn quay một đoạn từ cái đường 36m vào cái dự án Bella Vista giai đoạn 1, 2, 3 anh chị nhé. Đấy, và đây là cái dự án Bella Vista của chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh. Cái dự án dính gọi là lâu rồi chưa ra sổ và dính kiện tụng tùm lum đấy. Thì hôm nay Hạnh Nguyễn lại quay lên đây cập nhật lại 2024 cho quý anh chị khách hàng nhé. Thì ở đây 2024 này thì quý anh chị khách hàng mình thấy này, nhà cửa xây dựng rất là nhiều, thậm chí những cái căn nhà trọ mà gọi là diện tích lớn nhá, xây dựng nhiều nhiều á, khá là nhiều luôn. Xây dựng khá là nhiều luôn anh chị nhá. Đấy. Và ở đây thì diện tích nó khoảng là 4-15, 5-15, nó dành cho những người mà gọi là thu nhập thấp ạ. Người thu nhập thấp mua. Đấy. Đất ở đây bao la vì cái đây là nó nằm ngay giữa khu công nghiệp Đức Hòa 3, khu công nghiệp Thái Hòa và ngay tỉnh lộ 8 liền kề với đường 36m đường 823B anh chị nhá. Đấy, thì ở đây thì bây giờ giá bán lại thì cũng giá như vậy thôi anh chị nhá. Ngày xưa mua 100 giai đoạn 1 2 3 này mua 100 mấy, 200 mấy cũng có, 300 mấy cũng có. Và bây giờ bán thì lại đều nhất là khoảng 400 đến 600 triệu một nền. Tức là bán chuyển nhượng anh chị nhé. Cái này chỉ là bán gọi là bán hợp đồng thôi chứ chưa có sổ, bởi vì cái dự án này thì đang dính vào cái vụ tính thuế thì nó không có được đúng lắm, cho nên là đang nhờ bên Sở Tài nguyên Môi trường và bên Sở Xây dựng của tỉnh Long An đang xem xét lại đấy. Thì hôm nay nó rất là nắng, bởi vì em quay vào ngày chủ nhật ấy, thì Bella Vista thì nó cũng không nhộn nhịp lắm. Đấy, ở đây thì đa số là gọi là những cái người thu nhập thấp á, hoặc là những cái người mà công nhân á, ngày xưa mua thì để đây là mình có một cái căn nhà ưng ý mình ở, tức là mình không có phải mất nhiều tiền. Đấy. Không có phải mất nhiều tiền vì cái dự án, những cái dự án khác thì rất là mắc, chỉ có cái dự án Bella Vista này thì nó rất là rẻ. Nó rất là rẻ bởi vì bây giờ nếu mà mua thì 300 mấy 400 cũng có rồi, 5-600 cũng có, nó tùy nền. 4-15, 4-5-2, 5-15, 5-17, 5-18, 5-20 cũng có, 5-20 thì nó gần 1 tỷ thôi anh chị. Đấy, cho nên là ở đây ấy thì nó có hơn 1.000 lô, gần 2.000 lô. Gần 2.000 lô đất. Đấy, diện tích thì em đã có nói rồi, thì ở đây thì chỉ là xây nhà rồi thuê cho thuê trọ, phòng trọ này, làm ký ốt này, rồi là ấy thôi. Không biết là sau này nếu mà ví dụ như có sổ rồi thì không biết là khu này nó có sắm uất hay không. Nhưng mà nếu mà khu này mà có sổ thì đáng nên đầu tư, đáng nên mua, bởi vì giá trị nó rất là thấp. 300-400 thì ở Đức Hòa Long An này giờ không có nữa anh chị ơi. Tìm không ra những cái lô đất như ở đây đâu. Mà ở đây là quy hoạch đường xá rất là rộng nhá, bài bản nhá. Có cây xanh. Nhưng có cái là mùa này, mùa anh chị biết là mùa nắng rồi. Nó rất là khô hạn, mà năm nay thì cực kỳ khô hạn. Cho nên là nhìn cây cối nó không được trong xanh cho lắm. Đấy thì video nó cũng hơi dài rồi. Anh chị nào mà có nhu cầu thì alo cho em nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và phần mô tả. Anh chị nào bán, hoặc là anh chị nào ký gửi, hoặc là anh chị nào muốn ra hàng, cũng như là hỏi về thông tin dự án Bella Vista thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và phần mô tả. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng.